Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, liên quan tới vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến nhiều người thương vong vào đêm ngày 12 tháng 9, mới đây, thành phố Hà Nội vừa có thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini có 150 người sinh sống, cứu hộ hơn 70 người. Ngày 13 tháng 9, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm ngày 12 tháng 9, đám cháy xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng ở phố Khương Đình. Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt trong chung cư. Theo thông tin sơ bộ, lửa xuất phát từ khu nhà để xe máy ở tầng 1, sau đó lan lên 10 tầng trung cư mini. Lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và tràn sang nhà kế bên. Cột khói đen bốc cao ngồn ngột, ngột, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy. Ngôi nhà cháy rộng hơn 100 mét vuông, được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, chia làm 45 phòng trọ và đều kín phòng. Thời điểm cháy, cư dân đã và đang chuẩn bị đi ngủ. Thấy khói lửa, mọi người hò nhau chạy lên tầng thượng, một số nhảy xuống mái tôn nhà kế bên. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Khoảng 15 xe cứu hỏa cùng 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường. Do nhà nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa phải đỗ ngoài phố Khương Hạ, dẫn vào rồng vào trong. Cảnh sát phải dùng thang dây, tiếp cận qua các ô thoáng để vào các phòng soi đèn tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 9, Ngọn lửa cơ bản được khống chế và phải tới khoảng hơn 2 giờ ngày 13 tháng 9, khói mới được dập tắt. Lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước từ vòi rồng từ tầng 3 đến tầng 9 để tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Đến 5 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đưa các nạn nhân xấu số ra ngoài và đưa người bị thương đi cấp cứu. Hiện đám cháy đã được khống chế, nhưng công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn chưa kết thúc do hiện trường phức tạp. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, được ngăn nhiều phòng để cho thuê trọ Đến 7 giờ ngày 13 tháng 9, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Trung tâm 115 Hà Nội đã vận chuyển 24 nạn nhân, trong đó có 23 người dân và một cán bộ phòng cháy chữa cháy đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bạch Mai, Đống Đa, Hà Đông, Quân Y 103 và Biêu Điện. Riêng Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu 19 người, tính đến 8 giờ, trong đó 2 người đã tử vong ngoại viện, một bệnh nhân thở máy nguy kịch 8 trẻ em. Các bệnh nhân còn lại chủ yếu trong tình trạng ngạt khí chấn thương. Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ngay trong đêm khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã hội chuẩn phối hợp với các chuyên khoa hồi sức cấp cứu chống độc để điều trị người bệnh. Đầu giờ sáng nay, tiếp tục hội chuẩn để điều trị tốt nhất cho người bệnh. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các đơn vị chức năng, khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, ngay khi có những thông tin có liên quan về số người tử vong, nguyên nhân vụ cháy, các cơ quan có liên quan của quận sẽ tiếp tục thông tin. Cũng trong sáng ngày 13 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các phục hậu quả vụ cháy trung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội và thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Trước đó cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy và chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Nhân chứng kể phút vượt biển lửa thoát khỏi vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội. Là một trong số những người may mắn chạy thoát ra ngoài trong vụ cháy trung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội, anh Nguyễn Công Huy, sinh năm 1982, sống ở tầng 3 trong căn trung cư mini, vẫn chưa hết băng hoàng khi kể lại giây phút vượt biển lửa đưa cả gia đình thoát khỏi vụ cháy. Liên quan tới vụ cháy trung cư mini trong ngõ 29 trên 70 Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, ông Ngô Phó Điền, nhân viên bảo vệ của trung cư cho biết, chung cư này có 9 tầng, có khoảng 45 căn hộ có thang máy. Ông Điền chính là người phát hiện vụ cháy. Thời điểm đó ông ngửi thấy mùi khét nên đi kiểm tra thì phát hiện lửa cháy từ bảng điện ở tầng 1. Ông Điền kể lại, lúc đầu nơi phát cháy chỉ nhỏ bằng bàn tay, tôi lấy bình xịt để dập lửa nhưng càng xịt thì càng cháy to. Sau đó lửa bén vào xe máy gây nổ, cháy lan ở tầng 1, khói bốc lên cao cũng theo ông Điền, từ lúc xảy ra cháy mới chỉ có 5 hộ gia đình chạy được ra ngoài, là số ít trong những gia đình kịp thoát khỏi đám cháy. Anh Nguyễn Công Huy, sinh năm 1982, sống ở tầng 3 trong căn chung cư mini bàng Hoàng Kỳ. Thời điểm phát hiện ra có cháy, khi đó gia đình chuẩn bị đi ngủ, khói đen từ tầng 1 sọc lên, kèm theo nhiều tiếng nổ và la hét của mọi người xung quanh nên cả gia đình phản ứng rất nhanh. Anh Huy nói, tôi gọi vợ và chuẩn bị dây thoát hiểm, mang ra ban công để tìm cách thoát thân. Lúc này tôi chấn tĩnh lại, biết chỉ có thể thoát ra từ ban công vì không còn lối thoát nào khác, nên bảo gia đình đeo khẩu trang cùng nhau trèo xuống từ tầng 3 theo lối ban công. Cũng theo anh Huy, gia đình anh có ba người, gồm vợ chồng và con nhỏ. Nếu chậm khoảng 5 phút thì cả gia đình anh sẽ bị ngạt trong căn nhà đang tràn ngập khói lửa. Một người phụ nữ sống trong chung cư mini bị cháy cho biết, chung cư này xây từ năm 2015, mỗi sàn gồm có 5 căn hộ, mỗi căn hộ từ 3 đến 5 người sinh sống. Người này vừa kể, mắt vừa đảo để tìm người thân, còn mắc kẹt bên trong. Lúc xảy ra hỏa hoạn, tôi đã cố gắng bấm còi báo cháy nhưng còi không hoạt động, bình thường tôi vẫn thấy chuông báo cháy kêu. Là một người may mắn sớm chạy thoát ra ngoài, nVl l 18 tuổi, run run kể lại thời khắc sống trong sợ hãi. Khi nghe thấy tiếng nổ, trung báo cháy, mọi người la hét, bọn tôi chạy từ tầng 6 xuống bằng cầu thang bộ. Lúc đấy cầu thang đông đúc lắm, chỉ biết chen nhau mà chạy. Anh N, người tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tầng 1, căn chung cư bị hỏa hoạn kể lại. Khi vào tầng 1, tôi thấy gần như toàn bộ xe máy để ở đây đã bị thiêu rụi. Trong khi ở các tầng trên, khói bốc mù mịt, một chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho biết, kết cấu của căn nhà là dạng ống, đằng trước không có ban công và đằng sau được quay chuồng cọp ở ban công, nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận rất khó khăn. Chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết, bên trong khói đặc quánh, sức nóng làm cho gạch bị vỡ ra nên ảnh hưởng nhiều đến công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vụ cháy làm cho nhiều người thương vong ở trung cư mini trong hẻm 29 trên 70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm ngày 12 tháng 9, một lần nữa giấy lên lo ngại về sự an toàn của dạng công trình nhà ở này. Các tòa trung cư mini này được xây dựng trên diện tích nhỏ, nhiều căn nằm sâu trong ngõ ngách với quy mô từ 5 đến 10 tầng và xen kẽ trong các khu dân cư do tư nhân doanh nghiệp tự đầu tư. Đáng chú ý, nhiều chủ đầu tư khi xây dựng đều đưa ra lý do ban đầu là nhà ở, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng cho thuê hoặc bán căn hộ. Hầu hết chủ đầu tư đều cố gắng tận dụng tối đa quỹ đất nên ít làm lối thoát hiểm. Cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy chỉ mang tính hình thức nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trước đó, để thắt chặt quản lý loại hình chung cư mini, đảm bảo điều kiện an toàn cháy nổ, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản, trong đó có văn bản số 3003 SXD QLN về việc thống kê số lượng trung cư mini trên địa bàn thành phố, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thống kê chính xác số lượng loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường được gọi là trung cư mini trên địa bàn quản lý, trong đó có bao nhiêu trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở để sở tổng hợp báo cáo thành phố. Trong khi đó, Bộ Xây dựng nêu rõ, trong Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99 từ năm 2015 đã quy định, dạng căn hộ có diện tích tối thiểu 30m2, khép kín, đáp ứng được các yêu cầu về nhà chung cư sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu cho từng căn hộ. Nhưng thực tế do ham lợi nhuận nên các chủ đầu tư phần lớn đều cho xây dựng trung cư mini vượt tầng cao không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy nên số lượng trung cư mini được cấp sổ đỏ cho từng căn hộ mới trên địa bàn chỉ đếm trên đầu ngón tay mặt khác không ít người vẫn đặt ra thắc mắc rằng tại sao hàng loạt vụ cháy trung cư mini liên tiếp xảy ra trên địa bàn nhưng tình trạng trung cư mini vẫn mọc lên như nấm và các vụ cháy vẫn liên tiếp xảy ra gây thiệt hại về người và của nghiêm trọng Thưa quý vị, hiện các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ cháy trung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.